Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ bàn về tính trung thực. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 20 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, xin mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe đoạn văn hay nhất. Con người cần phải trau dồi nhiều đức tính tốt đẹp để trở thành một công dân gương mẫu sống đúng đắn. Một trong số đó chính là tính trung thực. Trung thực có thể coi là giá trị cốt lõi trong kho tàng đạo đức, cái làm nên nhân cách, nhân phẩm của con người. Trung thực là ngay thẳng, thật thà, nói đúng sự thật, không làm sai lệch sự thật vì một mục đích nào đó. Người có đức tính trung thực luôn luôn tôn trọng sự thật, chân lý, lẽ phải, không làm sai lệch sự thật nhằm mưu cầu lợi lộc cho bản thân mình. Trong cuộc sống, đức tính trung thực được thể hiện rõ ràng nhất đó là thật thà, thẳng thắn nhận lỗi khi mình mắc lỗi, không báo cáo sai sự thật, không tham lam gian dối lấy của người khác làm của mình. Trong học tập thi cử, những biểu hiện của tính trung thực của mỗi học sinh cần được phát huy như không quay cóp, chép bài của bạn, không mang theo tài liệu trong lúc thi hoặc kiểm tra, không chạy điểm, không dùng bằng giả. Bản thân người có tính trung thực sẽ tự gây dựng cho mình một hình ảnh, một chữ tín trong lòng mỗi người bạn và mọi người trong xã hội. Nhờ có tính trung thực trong học tập, chúng ta sẽ có được những kiến thức thực do chính ta học tập chứ không phải do học vẹt, học máy móc hoặc qua loa đối phó. Cùng với việc biểu dương những tấm gương tốt về tính trung thực, chúng ta cũng cần lên án sự thiếu trung thực và từng bước đẩy lùi những tiêu cực do thiếu trung thực gây nên tùy theo khả năng của mỗi người. Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện với cuộc đời một cách trung thực và can đảm. Không ai có thể yêu mến và giúp đỡ một người không trung thực. Mỗi chúng ta hãy luôn trung thực trong công việc và trong đời sống để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, thành công trong công việc và sống một cuộc đời hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người. Hết bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe.